Ngay nghĩ đang ở nhà thì mấy đứa bạn gọi điện rủ đi chơi đồ. tụi nó cứ khoe là đồ này chơi bay dữ lắm, Là mình tò mò phải xách xe đi thử coi sao. chạy tuốt qua bên quận 2 mới biết trời ơi thì ra đây là đồ chơi của tụi nó nè. chơi cái này thì đúng là bay thiệt rồi. lâu lắm rồi cũng không có thả diều nên là khi thấy cảnh này cũng háo hức dễ sợ. và mình cũng không nghĩ rằng là có nhiều người chơi diều tới như vậy. cả một khu vực rộng lớn toàn diều là diều. từ diều rồng, diều phượng, diều chim ưng cho tới cả bạch tuộc với lại con thanh xà đuôi dài này nữa nè. còn đây là hình ảnh của Superman đang bay lượn trên bầu trời quận 2 nhìn hài hước dễ sợ luôn. ở đây tất cả mọi người đều nhìn về một phía, đó là phía bầu trời, trên đồng cảnh, dưới đồng sâu chồng chơi vợ ngắm con xe đứng nhìn phong cảnh thiệt là hữu tình trong lúc chờ tụi bạn mang đồ tới thì mình còn phát hiện ra món bánh mì kẹp kem của tuổi thơ vậy là vơ ngay một ổ với giá 10.000 đồng còn đây là đồ chơi của tụi mình nhiều hình con rồng nhưng mà nó không phải màu hồng nhìn người ta thả thì cứ tưởng dễ nhưng mà tới lượt mình mới thấy nó khó tới cỡ nào sau bảy bảy bốn chín lần thất bại cuối cùng phải nhờ tụi bạn ra tay trợ giúp và nó cũng đã chịu bay lên rồi buổi chiều tới đây thả diều thực sự cảm giác rất là thư giãn luôn mọi người ơi nhưng mà cái kết thì không có hậu vì diều mình vướng phải dây của các diều khác nên bị cứ đứt và bay mất tiêu luôn nhưng mà không sao tuần sau lại đem đồ lên đây chơi tiếp thôi